quăng hết rồi mới đi. Nên là ở tới lúc mà mình chơi hết lên đây nó bài xong lại mới đi mình nói gì vậy. Có mùng 10, mùng 10 là qua Tết rồi. Qua Tết chứ. Qua Tết. Qua Tết. Bốn người không mang dép. Nhưng có một mình mẹ Dân là mang dép thôi. Có khi mẹ Dân hàng xóm qua chơi mang dép. Nhà chú đi quay phim ở miền Trung, ăn trộm vô dọn sạch nhà hết trơn luôn. Điều tra ra bắt được ăn trộm. Ăn trộm nói sao không? Đọc báo biết Quỳ Linh đi miền Trung đóng phim 2 tháng. Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Hãy Đón Đi là một chương trình mong muốn kết nối các thành viên gia đình lại với nhau, các gia đình trên khắp mọi đất nước để tham gia những trò chơi cùng với hai nghệ sĩ tại phim trường. Trong mỗi số Hãy Đón Đi sẽ là cuộc đấu trí của một gia đình nhiều thành viên và MC, nghệ sĩ. MC tại trường quay sẽ kết nối online với gia đình và nhận một lời thách đấu để tìm ra bí mật mà gia đình đang che giấu. Thử thách mà đưa ra cho chú Huyền Linh sẽ là hãy đón xem ai không phải là thành viên thật của gia đình. Thông qua các vòng đối chất, kiểm chứng đầy kịch tính. Dạ, con có ba anh em. Anh Lợi là anh cả. Anh Luân là anh cả. Lộn đầu lưng hết rồi. MC, nghệ sĩ sẽ đưa ra kết quả cho lời thách đấu này. Quyền Linh đoán là... Em tên là Trần Nghĩa Minh Hoàng. Em là... Nếu MC và nghệ sĩ đoán đúng thì sẽ được thưởng. Nếu không đoán đúng sẽ bị phạt. Và gia đình sẽ nhận được một món quà của chương trình. Và bây giờ sẽ là một vị khách mời trong phim trường, đó chính là ca sĩ Tú Chi. Xin chào. Yeah. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Tú Chi xin giới thiệu sơ về Tú Chi là ca sĩ và diễn viên tự do ạ. Và ngày hôm nay thì con rất là vui khi mà được chương trình gửi lời mời để tham dự chương trình hôm nay và được gặp chú Quyền Linh. Ngồi Tú Chi. Gia đình ngày hôm nay sẽ là những thành viên thế nào và họ sẽ đưa ra bí mật nào đây cho chúng tôi kết nối với gia đình ngày hôm nay nào? Dạ. Xin chào chú Quyền Linh và chị Tú Chi. Em tên là Trần Nghĩa Thái Anh. Nay hân hạnh được tham gia chương trình của mình. Thế Anh hả? Thế Anh. Dạ. Thế Anh nay nhiêu tuổi? Dạ, con xin 2K1 là năm nay con được tròn 20 tuổi luôn rồi. 2K1 ha. Rồi, hôm nay thì gia đình con gồm có ai tham gia chương trình này, giới thiệu cho chú Linh với khán giả cùng biết nữa đi. Dạ, nay tham gia chương trình là có ngoại con. Có ngoại nữa hả? Dạ, chào ngoại. Ngoại ngoại tên gì con? Dạ, ngoại con tên Nguyễn Hy Năm mà. Ngoại Năm ha. Ngoại khỏe không ngoại? Khỏe. Ngoại có thấy Quyền Linh lần nào trên truyền hình chưa? Thấy rồi. Thấy rồi ngoại. Ngoại nay ngoại thấy con được không ngoại? Giống. Giống hả? Giống dạ. Rồi. Rồi ngoài ngoại ra rồi còn ai nữa nè? Dạ, ngoài ngoại ra là có mẹ con ạ. Mẹ con nữa đâu? Dạ. Dạ mẹ con đây. Dạ. Rồi, chào dạ. Chị Quyền Linh. Chào cô. Hai chị tên là gì? Chị tên là Nguyễn Thị Thu Dân. Thu Dân ha. Hôm nay chị 54 tuổi rồi. Trời ơi, trẻ quá, trẻ hơn Quyền Linh luôn á. Chị làm công việc gì hả chị? Chị đang buôn bán nhỏ nhỏ ở nhà nè. Chị vẫn bán hàng tạp hóa mỹ phẩm này ha. Rồi còn ai nữa nè? Dạ còn có anh thứ hai của con ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh. Chào con. Hai anh dạ. Em con tên gì? Dạ con là Trần Nghĩa Minh Hoàng. Minh Hoàng nhiêu tuổi rồi con? Con năm nay con 24 tuổi chú. 24 con làm công việc gì? Dạ hiện tại con đang làm trợ lý khoa môi trường. Còn ai nữa nè? Dạ còn một đứa cháu thường xuyên ra nhà con chơi luôn, nó hay ngủ đêm ở nhà con luôn. Chào chú. Tên gì? Hello. Con dạ con tên Nguyễn Gia Bảo, năm nay con 12 tuổi. Mười hai tuổi rồi còn ai nữa nè? Dạ còn một người anh cả đang ở xa anh ạ. Ở xa hả? Anh cả đâu? Cho chúng tôi kết nối với anh cả ở xa nào. Dạ chào anh. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ chào bạn. Dạ con tên là Trần Nghĩa Minh Quân,
À, con sinh năm 95 ạ. 95, trẻ quá trời của đất luôn ha. Con đang ở đâu? Dạ con đang ở Đài Loan ạ. Đài Loan hả? Trời ơi, Đài Loan dạ. Thế nào? Dịch bệnh tình hình bệnh sao con? Dạ cũng nói chung cũng giống như Sài Gòn mình vậy đó chú. Nói chung là họ cũng hạn chế ra đường này kia. À. Con đang làm việc gì bên đó? Con đang học thạc sĩ ngành kỹ thuật môi trường ở trường đại học Phan Chia ở Đài Trung, Đài Loan. Trời ơi, giỏi quá trời quá đất luôn không? Mai mốt về bảo vệ môi trường cho Việt Nam mình con ha. Rồi gia đình con hiện giờ đang ở đâu vậy? Dạ ở quận 8. Quận 8 cũng rất căng thẳng về dịch bệnh ha, đừng đi đâu nha con nha. Các thành viên cứ ở nhà nha. Bây giờ cả nhà từ Đài Loan cho tới quận 8. Dạ. Cho tới quận 7. Chú đang ở quận 7. Tất cả mọi người đã kết nối lại với nhau. Bây giờ chú Linh hỏi cả nhà nè. Hôm nay mình sẽ đưa ra thử thách gì, bí mật gì cho hai nghệ sĩ ngày hôm nay? Thử thách mà đưa ra cho chú Huyền Linh sẽ là hãy đón xem ai không phải là thành viên thật của gia đình. Ai không phải là thành viên thật của gia đình? Ủa nãy giờ nó giới thiệu toàn là thành viên gia đình không? Bây giờ nó nói là ai không phải là thành viên thật gia đình là sao trời? Chết mồ không? Mà con nhìn hồi nãy giờ là con để ý gia đình mặc tương tự nhau, mấy anh em tương tự mặc nhau không? Bà nè, mẹ nè. Rồi, cháu. Cháu nè. Bé hay ngủ lại gia đình lại. Nè. Chắc nhỏ này quá. Chắc nhỏ hay ngủ lại, qua chơi ngủ lại gia đình 12 không tuổi. Chú, vậy dễ đoán hết rồi. À, nãy nó mới nói hay ngủ lại gia đình nè. Cả nhà sẵn sàng chưa? Sẵn sàng hết rồi. Rồi, dạ. Chúng ta chuẩn bị tham gia vòng chơi đầu tiên, đó là đối chất. Và bây giờ thì mỗi thành viên gia đình chúng ta sẽ có 2 phút nói về mình để chúng tôi đoán xem họ là ai, có phải họ không phải là thành viên gia đình hay không. Chúng ta bắt đầu từ Thế Anh đi ha. Dạ. Yeah. Rồi. Thuộc bài chưa? Còn có 2 phút cho Thế Anh nha. Bắt đầu. Dạ. Yeah. Dạ, con tên là Trần Nghĩa Tham. Kỷ niệm mà con thấy vui nhất ở gia đình này là lúc mà thi vào từ lớp 5 đến lớp 6. Lúc đó mẹ hứa là chỉ cần thi được 20 điểm, tròn điểm là mẹ sẽ mua một cái iPad. Thì lúc đó con cố gắng nỗ lực, con học cho bằng được. Và con đã đổ được 20 điểm. Nên mẹ quyết định mua liền cho con một cái iPad 2, đời mới nhất luôn. Lúc đó con vui lắm. Kỷ niệm vui là được tặng quà. Tặng quà hả? Con có mấy anh em ruột? Dạ, con có 3 anh em. 3 anh em ruột? Đâu? Hai anh hay em? Dạ là anh Lợi là anh cả. Anh Quân là anh cả. Lộn đồng lưng hết rồi. Không, tiếp tục. Anh Hoàng, anh Lợi có biệt danh nhà là Tulupi là anh hai. Còn con lại mút. Rồi tiếp tục thành viên tiếp theo. Dạ con tên là Trần Nghĩa Minh Hoàng. Con xin kể về một cái kỷ niệm vui trong gia đình đó là con nhớ là có một lần đó là năm mà con học khoảng chừng năm 3 đại học á, là con có được đi học Đài Loan một lần. Thì cái lúc mà đi ra sân bay là tự nhiên cái gia đình ai cũng khóc hết trơn trọi luôn, làm lúc đó con cũng khóc theo. Mặc dù là biết là đi chỉ có 3 tháng rồi về thôi, nhưng mà con cũng cảm thấy là cái cảm giác lúc đó nó rất là lâng lâng, và cảm thấy giống như là mình rất là may mắn khi mà nhận được cái tình yêu thương từ mẹ, từ những người anh em, bà con dòng họ, mà rất là cái cảm giác rất là vui. Lúc đó khóc ra đây sân bay. Con thấy cảm giác nó rất là vui. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ tới nhỏ nhất nào, Gia Bảo. Chào chú. Ơi, chào bé. Dạ. Anh Lợi bên Đài Loan có gửi quà cho con không? Dạ có chú. Có gửi quà con hả? Con thích quà gì? Lâu lâu bánh kẹo. Bánh kẹo hả? Anh Lợi có lâu lâu có về nhà thăm không? Dạ. Tết anh Lợi có về. Anh Lợi ở nhà mấy bữa con? Dạ, ở nhà khoảng chừng 5-6 ngày. Loan Tết rồi mới đi.
Nên là ở tới lúc mà mình chơi hết nên đang đánh bài xong lại mới đi mình nói tới mùng 10 rồi. Nói mùng 10 là qua Tết rồi. Qua Tết chứ. Qua Tết. Bây giờ tới Quân nè. Quân có 2 phút nói về kỷ niệm nào đó Quân thích. Một cái kỷ niệm mà con thấy là con nhớ nhất là cái lần mà con về hồi cái Tết 2020 á, thì mình thấy mình rất là thương mẹ, là tại vì bây giờ ba với mẹ không có còn mà ở chung với nhau nữa, thì mẹ phải vừa làm ba mà phải vừa làm mẹ, thì bây giờ ở nhà chỉ còn có mẹ với lại thằng Hoàng với lại cái anh với lại bà ngoại, còn chị Út với lại cậu bé với lại cậu hai á, thì cậu hai thì phải đi chạy xe, con phải có công việc, còn cậu bé với lại chị Út thì có gia đình rồi, thì mẹ phải vừa lo cho hai đứa em rồi phải vừa chăm bà ngoại, buôn bán ở chợ, thì con đi học bên đây thì con có cái học bổng của khoa hỗ trợ cho con, thì con đỡ cái đóng tiền học phí, thì mình thấy mẹ ở nhà mình phải vừa lo chăm lo ngoài, lo cho hai em với lại lo cho bà ngoại, thì mình thấy rất là thương mẹ. Mình đi xa rồi mình mới biết mình quý gia đình rồi. Cảm ơn Quân. Cảm ơn bạn. Rồi. Cảm ơn anh. Bây giờ xin mời mẹ đi. Mẹ có 2 phút nói về kỷ niệm nào đó với những người con nào. Chào anh Quy Linh. Xin chào chị. Chào. Dạ, con chào cô. Cô thì cũng mệt lắm cưng ơi, vất vả chăm bề, toàn làm cái gì cũng cô không. Bây giờ cứ nào bơi được cái đâu cho bơi. Cô cũng mệt mỏi rồi. Dạ. Ở vòng này thì nghệ sĩ có 3 câu hỏi trong vòng 2 phút đối chất 3 thành viên bất kỳ nào đó. Bà ngoại, bà ngoại thử coi. Bà ngoại nha. Dạ dạ, hỏi bà ngoại thử. Ngoại ngoại ơi. Dạ. Dạ ngoại ơi, ngoại ngoại có mấy người cháu vậy ngoại? Không, không có nhắc tường. Bà ngoại á, bà hơi yếu. Dạ. Bà không có giống như là không có sáng không? Bà ngoại chỉ coi tên 3 đứa này là đang ngồi với ngoại là tên gì? Nè, con tên gì? Dạ, coi cái thằng bé mặc áo xanh tên gì ngoại? Kìa, nó tên gì? Đây nè. Thằng cháu, cháu nội. Tên gì? Cháu nội tên gì? Trời ơi. Áo thun trắng tên gì ngoại? Tên con tên gì? Nói lớn lên. Bi. Dạ, Bi. Bi. Ngoại thấy áo vàng không? Đó, là áo vàng tên gì? Đó, ngoại thấy áo vàng không? Ngoại, nhớ tay lên. Là nó là gì của ngoại vậy? Cháu ngoại. Mấy tay lên. Không. Nhớ tay lên, con chào đó. Lỡ là cháu gì của ngoại hả? Không nhát. Lớn lên. Thôi, hát rồi. Minh Quân hát đoạn chú nghe của Minh Quân. Con hát một hai câu con tặng chú nha. Rồi. Mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo, ngoài hiên cây bàng lá đổ. Con có nhớ mẹ con không? Dạ nhớ. Hát bài này chúng ta cảm xúc nhớ mẹ đó. À, bây giờ mẹ con nói gì với mẹ Dân đi. Con thích trong bài đó có 2 cái câu mà con rất là thích. Dù cho thế giới bao la không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Có giờ con phụ mẹ bán đồ chưa? Thì nếu như mà con mà có nhà thì bình thường, tại vì cái chợ của con á là chỉ có buổi sáng mới đông thôi, còn giấc trưa là người ta tan chợ, tại cái chợ đó là cái chợ tự phát chứ nó không phải là chợ trong nhà lòng á chú. Thì thành ra là chỉ có buổi sáng á là mới đông khách thôi, còn nếu mà giấc báu thì tao cũng phụ mẹ ginh mấy cái gỗ mà mình đựng bán cái đồ bán á chú. Mình ginh vô rồi có cái đóng cửa thôi, tại vì nhà con không có gom gì gọn chứ, che màn lại rồi ginh mấy cái gỗ đó vô rồi cứ đóng cửa đây thôi, sáng là mở bung ra bán. Bà ngoại con đang bị bệnh gì vậy con? Bà ngoại con bị bệnh tâm lý á, có nghĩa là ngoại cứ tưởng tượng là ngoại đứng lên không nổi,
rồi ngoại đi không được, phải có người chịu. Nhưng mà thật ra nếu như mà không có mẹ con hay là mấy đứa em con nó đi đâu hết trơn thì bà ngoại cũng đi bình thường à. Đúng không ngoại? Đúng không ngoại? Đúng. Đúng hả? Trời ơi, cái này là... Trời ơi, thảo luận trước hết rồi. Theo con thì con nghĩ ai sẽ là không phải thành viên của gia đình? Chú, cái này là con với chú suy luận trước đúng nha. Đúng rồi, mình suy luận trước thôi, mình suy quyết định mà. Con thấy bạn bạn tên là... Bạn Hoàng hay sao ấy? Bạn Hoàng hoặc là bạn Thế Anh. Một trong hai bạn đó. Dạ. Bạn Hoàng với bạn Thế Anh đúng không? Dạ. Hồi nãy giờ á là chú quan sát á. Dạ. Chú thấy là bạn bạn Thế Anh á. Dạ. Rất thân với bà. Dạ. Đó, nắm tay bà ha này kia, nói chuyện này kia ha. Còn bạn dạ. Bạn Hoàng á. Bạn Hoàng á. Hình như bạn Hoàng á là có một sự xa cách nào đó. Có một cái sự khách mời á, giống như khách mời đến ngồi chơi á chú. À. Còn chú đôi khi chú nghi ngờ má dân này nữa ha. Hồi coi cái anh Lợi này nữa nè, ba hồi tên Minh Quân, hồi tên anh Lợi nè. Hình giờ cũng biết sao nè. Hàng xóm thì qua chơi hay gì giả bộ làm má nhân dân hay sao. Còn ngoại thì không thể giả được, bởi vì ngoại đâu đi nổi đâu, lẽ khi mà bà bác bên xóm qua để bà làm bà ngoại. Chúng ta sẽ kiểm chứng, chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu ba thành viên mà mình cảm thấy nghi ngờ nhất tham gia trả lời 5 câu hỏi theo dạng đúng hoặc là sai. Dạ. Yeah. Ví dụ như ban tổ chức á đưa hỏi anh là người hay về muộn nhất nhà đúng hay sai, thí dụ lên như thế, rồi nghi ngờ thành viên là mình sẽ hỏi, muốn hỏi sao hỏi. Quỳ Linh sẽ chọn ba người Quỳ Linh có thể nghi ngờ, một là Quân, hai là Hoàng, ba là Mẹ Dân. Quý vị cũng thể comment ở dưới đoán xem ngay bây giờ họ là ai và ai sẽ là không phải thành viên của gia đình nha. Chúng ta sẽ câu hỏi đầu tiên. Ở nhà mẹ là người điệu đà nhất, đúng hay sai? 3, 2, 1. Rồi. Ok rồi. Ok. Ok rồi. Câu hỏi thứ hai. Bà ngoại là người nói nhiều, đúng hay sai? 1, 2, 3. Đúng rồi, bà ngoại nói ít lắm. Ngoài bà ngoại nó ít, nãy bà ngoại nó ít. Đúng rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ở nhà, người đi về muộn nhất là anh ba, đúng hay sai? 1, 2, 3. Tùm lum rồi. Mẹ Dân, mẹ Dân. Mẹ Dân, mẹ Dân là chữ sai đúng không? Mẹ Dân chữ sai. Rồi, ok, còn một câu nữa đúng không? Anh cả là người lạ, đúng hay sai? 1, 2, 3. Con này dễ quá. Dễ quá. Ờ, quên. Con này dễ quá. Tự nhiên hỏi con này chi trời, bị uổng câu rồi. Thôi, lỡ rồi. Nhưng mà chú cũng biết rồi con ơi. Thôi khỏi hỏi nữa. Cho con xin chọn bé Gia Bảo. Gia Bảo 10. Gia Bảo ơi. Vô dạ, nè. Chào cô. Mẹ Dân luôn nha. Mẹ Dân luôn. Bà ngoại, không chọn bà ngoại nữa. Đúng rồi. Anh cả là người ăn cay nhất trong nhà, đúng hay sai? 1, 2, 3. Ngoại cô đúng. Ngoại cô Dân có phải là con ruột của ngoại không hả ngoại? Ngoại. Ê Thế Anh, Thế Anh. Chơi gì không chơi vậy Thế Anh? Rồi bây giờ hỏi ngoại câu nữa nè. Hoàng là khách phải không ngoại? Đúng. Đúng. Ngoại thiệt tình dễ sợ luôn. Con cảm ơn nha ngoại. Ngoại thiệt là dễ thương luôn vậy đó. Theo chú á là dạ. Chú nghi ngờ là mẹ Dân với lại Hoàng. Lòng vòng nghi Quân nó không phải người ngoài nữa, người trong nhà nữa đó. Đúng rồi, con cũng con đang nghi Quân nhiều hơn. Tại con thấy cái mẹ Dân có cái nét giống Thế Anh. Gì đâu mà cả nhà thấy không có gần gũi nhau gì hết trơn. Trời ơi, mọi người xa lạ không ai. Mọi người ngồi góc. Thử tính toán suốt đêm hôm hay sao gài mình hay sao. Trời. Ngồi không ai thể hiện tình cảm nha chứ. Nhất là ngoại, ngoại buồn hiu mà không biết. Chúng ta sẽ thử thách
những cái lời nói ấp ủ của hai người mà ta nghi ngờ đang ở trong ngôi nhà này, đó chính là mẹ Dân với Hoàng. Hoàng ơi. Dạ, dạ. Bây giờ con nhìn mẹ Dân đi. Có những điều gì mà chưa bao giờ con nói với mẹ Dân? Từ nhỏ tới lớn ha, là con cũng phạm nhiều lỗi. Mà tới bây giờ ha, khi mà con lớn lên ha, thì con cũng biết cái nỗi khổ của mẹ rồi. Thì ha, con xin lỗi mẹ, con rất là yêu mẹ. Mẹ Dân cười dữ vậy ta? Mà sao mẹ Dân không ôm hôn con trai ta? Bây giờ mẹ Dân có 2 phút nói chuyện tình cảm gì với con á. Mẹ Dân nói đi. Nuôi con không lớn rồi, cho con mạnh giỏi, khỏe mạnh với người thôi. Thấy cái gì nó xa xa. Đúng rồi, khỏe mạnh hơn. Con khỏe mạnh nghe con, cháu. Khỏe mạnh á con ha. Đúng rồi chú. Cái gì nó gần gũi nhau đó. Đó rồi, chú đã tìm ra được đáp án, còn con đi. Cho con chọn mẹ Dân với Thế Anh. Nhân dịp chương trình này, Thế Anh gửi cái gì đó đến cho mẹ đi. Nay con mới nhớ, con mới dám nói cái điều mà hồi đó giờ con làm sai trái nhất luôn. Đó chính là cướp học hôm năm lớp 7. Cướp học con đi chơi để mẹ tìm từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối luôn. Con không gì, con cắt nguồn điện thoại để đi chơi. Nay con trên chương trình con xin lỗi mẹ. Chúc mừng là xin lỗi con. Mẹ Dân có cái gì đó xúc động á nha. Có không? Có cái nét xúc động á nha. Bây giờ con chắc luôn với chú là bà ngoại nè. Rồi mẹ Dân nè, Thế Anh nè, với thằng bé Út. Là cả gia đình đó. Rồi. Đó, còn hai người này là hai người khách vô chơi. Xong. Rồi. Nãy giờ chú đang nhìn mà 4 cái bàn chân của cả nhà nè, 5 cái bàn chân nè. 4 người không mang dép, nhưng có một mình mẹ Dân là mang dép thôi. Có khi mẹ Dân hàng xóm qua chơi mang dép. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Vòng 4 của chương trình được mang tên Hãy Đoán Đi. Bây giờ thì chúng tôi đã đưa ra đáp án rồi, quý vị đã ghi vào đây rồi. Mời Tú Chi. Quân. Con đoán là Quân. Còn Quyền Linh đoán là Hoàng. Trong cái miếng mà là lý lịch của anh Quân nè, là ghi là Minh Quân luôn. Tên họ tên trên chứng minh của anh là Minh Quân luôn. Nhưng mà anh lại nói là cái đó là nghĩa danh của anh, nó không phải là tên chứng minh. Anh nói là cái tên ở nhà là Lợi thì cái đó là sai. Hoàng ơi, Hoàng là ai vậy? Dạ, em tên là Trần Nghĩa Minh Hoàng. Em là... Rồi bây giờ hỏi ngoại câu nữa nè. Hoàng là khách phải không ngoại? Đúng. Nuôi con không lớn rồi, cho con mạnh giỏi, khỏe mạnh với người thôi. Thấy cái gì nó xa xa. Đúng rồi, khỏe mạnh hơn. Con khỏe mạnh nghe con, cháu. Em là thành viên của gia đình. Chết tôi. Ủa? Hay. Vậy là... Rồi, xong. Vậy là chú Linh sai rồi. Xong rồi. Thiệt hả anh? Dạ. Quân, bạn hãy nói đi. Bạn là gì của gia đình? Con tên là Trang Anh Quân. Con. Dạ, con có 3 anh em. Dạ là anh Lợi là anh cả. Anh Quân là anh cả. Anh Lợi ở nhà mấy bữa con? Dạ, ở nhà khoảng chừng 5-6 ngày. Qua Tết rồi mới đi.
Sao lại ở tới lúc mà mình chơi hết ra đánh bài xong lại mới đi mình nói tới mùng 10 rồi. Nói mùng 10 là qua Tết rồi. Qua Tết chứ. Qua Tết. Thật. Con không phải là thành viên của gia đình. Con không phải là thành viên của gia đình. Oh! Yeah. Yeah. Mình là bạn thân học chung đại học với Lê Hoàng. Bạn thân. Vậy bây giờ anh có ở đâu? Anh ở đâu? Anh Đài Loan thiệt hả? Không, hiện tại mình đang ở quận 8. Trời đất ơi, Đài Loan đồ. Thật ra đó, hồi nãy có một cái câu hỏi của chú Quỳnh Linh á, hỏi là Hoàng á học ở Đài Loan, con học ở đâu? Hoàng nói nó Đài Bắc. Con học ở trường Minh Chi trên Đài Bắc. Chú hỏi câu đó để chú chứng minh được rằng hồi nãy chú cũng có suy nghĩ là Hoàng và Quân là hai người bạn. Hai người bạn học chung môi trường. Dạ. À, hồi nãy mình đã nghĩ như thế rồi. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu thật về thành viên gia đình. Xin mời mẹ Dân. Chị là gì của gia đình? Con mời mẹ Dân nha. À, mình là tên là Nguyễn Thị Thương Dân. Mình năm nay 54 tuổi. Và mình có hai thằng con trai. Đây là Trần Nghĩa Minh Hoàng là con trai lớn của mình, thì đây là Trần Nghĩa Thế Anh là con trai thứ của mình. À. Còn đây là cháu kêu bằng má ba. Rồi, xem như hôm nay Quỳ Linh là người đoán sai, Tú Chi là người đoán đúng. Hồi nãy giờ á là mình đúng là mình bị ban biên tập nó lừa nè. Thiệt luôn, thiệt sự mình luôn. Mình nghĩ là Quân lại nói xa quá Đài Loan. Mình cứ nhìn hình những cái biểu cảm những cái người xung quanh gia đình nè. Mình hỏi mình nhìn biểu cảm, mình quên nhìn biểu cảm của Quân. Đúng rồi chú. Đó. Gia đình vui không? Hơi tiếc chút xíu là không có lừa được bạn Chi. Hơi tiếc một chút xíu. Bữa nào hết dịch con ngồi quận 8 thăm ngoại cho coi. Nhớ với Quân nha. Bữa nào qua Đài Loan thăm mày nha Quân. Ok. Rồi, cảm ơn cả nhà. Như trời vậy ơi. Là cả nhà hôm nay chúng ta có một cái ngày rất là vui đúng không? Cảm giác của Hoàng thế nào Hoàng? Không lừa được chú không thấy thế nào? Rất là vui, rất là phấn khích. Lần đầu tiên được lên TV. Vui quá đó, giờ ngồi im thôi, không dám nói gì hết trơn. Thái độ đó nó hay, nó ngồi im không liên lạc gì tới gia đình luôn. Tại rung quá. Đúng rồi, rung mà quá. Mà mình lại nói là ở cái đó không diễn. Trời mình phải diễn. Ơi. Mình nghĩ hơi sâu xa quá. Cảm giác Quân thế nào Quân? Quân Đài Loan. Con hơi tiếc cái khúc đầu khi mà thấy anh nói cái tên thiệt của con á, tên Lợi á, là hơi tiếc khúc đầu rồi. Nếu như mà khúc đó thấy anh không lộ ra là chắc chắn là bạn Chi sẽ bị lừa luôn. À. Con chắc chắn luôn. À. Và con rất là vui khi mà lừa được chú Quyền Linh. Tại vì chú quá trời kinh nghiệm rồi. Nói là chú là diễn viên gạo cội rồi, chắc chắn sẽ không lừa được đâu. Mà có một cái nữa mà con đã chuẩn bị trước rồi. Và con biết là chú Quyền Linh rất là thích bà mẹ tôi, cho nên con đánh đúng cái tâm lý của chú. Cho nên thành ra là chú sẽ bị con lừa ở khúc đó. Trời ơi, thiệt tình. Con coi chương trình con mới biết chú thích bài đó đúng không? Trời, tính ra là ảnh Chi Ly ảnh theo dõi chú. Theo dõi. Theo dõi biết cái coi nào điểm yếu, cái nào điểm mạnh của đúng chú. Đúng rồi. Chú có một lần ha, là con biết sao không, là nhà chú đi quay phim ở miền Trung. Dạ. Là gia đình chú á là ăn trộm vô dọn sạch nhà hết trơn luôn. Dạ. Đó, chú mới từ miền Trung chú về chú đóng. Dạ. Phim Trùng Quan Tâm Sử miền Trung chú về thì mới điều tra ra bắt được ăn trộm. Cái trộm nói sao không, nói đọc báo biết Quỳ Linh đi miền Trung đóng phim 2 tháng. Trời ơi, thành ra thông tin nghệ sĩ báo táp tiệt luôn á. Đúng rồi. Dạ. Bữa nay chú thua cũng bởi vì Quân đọc thông tin coi trên truyền hình không biết. Bây giờ thì thôi được rồi, mình chấp nhận thôi, thương đau thôi. Đường thương đau đầy ai nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Bây giờ thử thách gì? Bây giờ ai muốn phạt tôi gì phạt đi. Hình phạt của cả nhà đưa ra cho chú Quyền Linh là chú Quyền Linh sẽ hát một câu giọng cổ và khiêu vũ trên câu giọng cổ đó. Trời đất ơi. Khiêu vũ hả? Khiêu vũ. Vậy là bắt đầu nhảy đúng không? Vậy mời bạn vừa nhảy vừa hát giọng cổ. Trí ơi anh gọi tên em như lá rừng về xôn xao nắng. Vui quá. Cành đứng chờ giờ mang một mùa xuân thương nhớ, mà mùa xuân đó đã xa rồi. Rừng thủ trang lá vàng rưỡi nghe sao xuyến tâm hồn.
Kỷ niệm trôi qua một thời thương nhớ. Tri ơi anh gọi tên em gọi tên anh, hãy tâm hồn cùng chung nhịp thở. Từng giọt mưa buồn ngày tháng vẫn rơi, mình đã xa rồi còn gặp nhau chi nữa. Vừa lòng chưa? Vừa lòng anh chưa? Vừa lòng người chưa? Hay, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cho cả nhà chúng ta sẽ có rất là nhiều niềm vui. Nhớ bữa nào tôi qua quận 8 đi thăm mấy người đó. Chúc chị Vân mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ. Chúc ngoại mạnh khỏe ha. Dạ, con cũng chúc ngoại luôn khỏe mạnh nha ngoại nha. Cảm ơn cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Yêu cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã cho mình uống lừa. Chúc sức khỏe. Hai, cảm ơn Tú Tri rất là nhiều. Dạ. Hôm nay thì Tri đã thành công. Dạ. Chỉ có tôi là thất bại thôi. Hãy đoán đi. Có thể cùng vui chơi với nhau để trải qua những cái bất bí trong cái giai đoạn quý vị nha. Đừng đi đâu, hãy bảo vệ chính mình bằng 5K quý vị nha. Hy vọng rằng chúng ta sẽ vượt qua đại dịch. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh và Tú Tri xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị.